ba con giáp đen đủi trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà thường nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mỗi người đều phải trải qua những quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi là cảm giác bị dồn nén tới bước đường cùng mà không thể tìm được lối thoát để có thể vượt qua. Các thầy tử vi học phương Đông có chỉ ra rằng trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch sắp tới sẽ có 3 con giáp gặp phải đại hạn, tai nạn đổ ập xuống đầu, tiền bạc mất trắng, không cẩn thận phải bán nhà để trả nợ. Để biết ba con giáp xui xẻo này là những con giáp nào, chuyện gì sẽ xảy ra với ba con giáp ấy, làm sao để xui xẻo tránh xa, tai qua nạn khỏi, tất cả những điều này sẽ được kênh Phong thủy Gia Cát giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạo âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Tuổi Sửu, tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy 15 ngày đầu tháng không phải là khoảng thời gian may mắn đối với mệnh chủ tuổi Sửu. Bản mệnh cần xác định tinh thần đối diện với nhiều điều không như ý muốn. Vì thế tốt nhất đừng có chủ quan, làm việc gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, đánh giá tình hình thực tế cho thật chính xác. Trong thời gian này, dưới ảnh hưởng của cục diện Sửu Mùi tương xung, con đường sự nghiệp của bản mệnh sẽ vấp phải nhiều trắc trở. Cho dù bản mệnh là người có năng lực hành động, có ý thức làm việc, song bản mệnh lại không tránh khỏi những mâu thuẫn với bạn bè và đồng nghiệp. Có những lúc bản mệnh nên hạ cái tôi cá nhân xuống một chút, chú ý lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn. Đặc biệt là những người làm lãnh đạo, không nên chuyên quyền, độc đoán. Nếu tự tin thái quá, bản mệnh có thể mắc những lỗi sai không thể ngờ đến được. Phương diện làm ăn, chi tiêu của mệnh chủ tuổi Sửu cũng không có dấu hiệu phát triển tích cực trong thời điểm này. Bản tính cứng đầu, nóng nảy khiến bản mệnh dễ vướng vào tranh chấp, thị phi, khó tìm được cơ hội làm ăn triển vọng, thậm chí phải hao tài tốn của mới giải quyết xong rắc rối mình gây ra. Bên cạnh đó, những mệnh chủ làm ăn, kinh doanh cần chú ý làm ăn chân chính, tránh sử dụng thủ đoạn hoặc tìm cách hãm hại, cướp công của người khác. Cách kiếm tiền không lành mạnh, không trong sáng sẽ đẩy bản mệnh vào tình cảnh bị kiện cáo, phải mất tiền mới giải quyết xong lùm xùm, rắc rối. Tử vi còn cho thấy đại hao xuất hiện cũng là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh phải chi tiêu cho nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, thậm chí làm ăn thua lỗ. Cho nên bản mệnh cần chuẩn bị trước một khoản tiền dự phòng cho các sự cố bất ngờ. Không như vậy, đường tình duyên của mệnh chủ tuổi Sửu ít có dấu hiệu khởi sắc trong 15 ngày này, một màu ảm đạm dưới tác động của tương xung và ngũ hành thổ vượng. Bản mệnh và nửa kia sẽ mâu thuẫn, có nhiều ý kiến bất đồng trong cuộc sống, cho nên bản mệnh cần phải dành thời gian lắng nghe ý kiến của nửa kia, không nên lúc nào cũng đề phòng, đề cao quan điểm cá nhân của mình mà hạ thấp ý kiến của người khác. Nếu ai cũng cứng đầu, không muốn nhường nhịn nhau thì tranh cãi sẽ nổ ra, thậm chí tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện, phá vỡ hạnh phúc trong gia đình. Thật may mắn là dù phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống thì mệnh chủ tuổi Sửu vẫn luôn có một sức khỏe tốt, giúp bản mệnh có tinh thần vực dậy sau vấp ngã để có thể tiếp tục duy trì được mạng này. Bản mệnh nhớ sinh hoạt điều độ, ăn uống đầy đủ, cân bằng dinh dưỡng,
đồng thời có chế độ thể dục thể thao hợp lý vừa với sức của mình. Đặc biệt để mọi việc được phát triển một cách hanh thông thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ tuổi Sửu tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Dậu. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Dậu thì thấy rằng, xin chia buồn với mệnh chủ, bởi ngay từ 15 ngày đầu của tháng, đa số mọi việc xảy ra đều không được như ý muốn của mệnh chủ. Bản mệnh hãy giữ vững tinh thần lạc quan, sẵn sàng đối diện với khó khăn để có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thời điểm này, dưới sự tác động của nguyệt lệnh lâm tuyệt, sự nghiệp của bản mệnh rơi vào cảnh bế tắc, nhiều khó khăn xuất hiện. Bản mệnh luôn cảm thấy bối rối vì không thể tìm ra cách, những kế hoạch đã đặt ra từ trước cũng vướng phải nhiều cản trở. Bản mệnh phải bon chen, giành giật với những người khác mà kết quả chưa chắc đã đạt được như ý muốn. Thiên cầu hung tinh còn lại điềm báo có kẻ tiểu nhân gây họa, bản mệnh dễ vướng phải thị phi, kiện tụng. Bản mệnh nên cố gắng giải quyết bất đồng một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng, chớ nên nâng cao quan điểm của bản thân, hạ thấp ý kiến của người khác, khiến buổi trao đổi trở nên căng thẳng, không cần thiết. Chuyện làm ăn của tuổi Dậu cũng chưa có những dấu hiệu phát triển tích cực do sự tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm tuyệt, cho nên những cố gắng của bản mệnh trong khoảng thời gian này vẫn chưa thể giúp bản mệnh thu được thành quả ngay lập tức. Bản mệnh hãy xác định tinh thần phải làm việc vất vả, chịu nhiều sự cạnh tranh khốc liệt từ đối tác, đồng nghiệp để có thể cố gắng hơn và chớ bỏ dở mọi việc giữa chừng. Nếu bản mệnh không ngừng vươn lên, kiên định với con đường mình đã chọn, không đầu hàng trước thách thức, thì dần dần khó khăn sẽ lùi bớt. May mắn là dù sự nghiệp và tài lộc có nhiều dấu hiệu chứng lại, thì chuyện tình cảm bản mệnh lại tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh và nửa kia luôn ở bên thấu hiểu nhau và cùng cổ vũ, chinh phục khó khăn. Người ấy chính là động lực để bản mệnh không chịu lùi bước. Những mệnh chủ độc thân cũng có thể kết giao được với đối tượng triển vọng, giúp đời sống tinh thần trở nên phong phú hơn. Tuy nhiên, trước nhiều cảnh ảnh hưởng tiêu cực của sự nghiệp và tài lộc, sức khỏe của mệnh chủ tuổi Dậu cũng khó mà lạc quan. Bản mệnh thường phải làm việc vất vả, lại thêm suy nghĩ, lo lắng quá nhiều, nên cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, sức khỏe suy giảm, sẽ mắc các bệnh vặt. Dù nhiều rắc rối có thể xảy đến, bản mệnh cũng không nên suy nghĩ tiêu cực, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Bản mệnh nên học cách nhìn nhận vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau, nhìn ra mặt tốt của sự việc, có thể lạc quan hơn, không đầu hàng trước khó khăn. Bên cạnh đó, dù công việc có bận rộn đến mấy, bản mệnh nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức lực. Đừng bắt cơ thể làm việc quá độ, khiến mệt mỏi kéo dài hoặc bệnh tật trở nặng. Vậy nên để có một tâm lý vững vàng, độ óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi đã giải quyết. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Tý. Tử vi năm 2021 dự báo rằng dưới tác động mạnh mẽ của cục diện Tý Mùi tương hại, nửa đầu tháng 6 âm lịch sẽ không phải là một khoảng thời gian thuận lợi và dễ dàng đối với mệnh chủ tuổi Tý. Bản mệnh cần phải cố gắng thật nhiều nếu muốn vươn lên, khẳng định bản thân, không bị khó khăn hạ gục. Trên phương diện sự nghiệp, đó cũng là do cục diện tương hại ngăn trở, bản mệnh làm việc gì cũng khó khăn
và còn phải phụ trách một khối lượng công việc khá lớn, luôn rơi vào trạng thái vất vả. Thời gian nghỉ ngơi cũng phải giảm bớt, thêm vào đó là tính cách cực đoan, thích làm việc một mình, không muốn ai can thiệp vào việc riêng của mình, khiến mệnh chủ tuổi Tý không ít lần và phải sai lầm. Tử vi tháng 6 âm lịch khuyên bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian hơn để nhìn nhận lại bản thân mình. Như vậy mới hạn chế được những rắc rối không đáng có. Thời gian này còn có điểm báo tiểu nhân hãm hại, bản mệnh cần đề phòng nhiều hơn kẻ tiếp cận mình, tránh để cho kẻ đó nhân cơ hội. May mắn thời gian này có các tinh tử vi và giải thần chiếu mệnh sẽ giúp bản mệnh vượt qua khó khăn và trắc trở. Bản mệnh chỉ cần không ngừng cố gắng thì dù có hơi vất vả một chút vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 15 ngày. Ngoài ra, phương diện tài lộc của mệnh chủ tuổi Tý không có những biến động thực sự rõ ràng trong thời điểm này. Có lẽ các mối quan hệ chưa rộng rãi khiến bản mệnh khó có thể tiếp cận được với những cơ hội triển vọng. Khoảng thời gian này, bản mệnh nên chú ý bồi dưỡng kiến thức của bản thân, đồng thời hoạt động hơn, mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, thì khoảng thời gian sau đó, việc làm ăn mới có nhiều triển vọng. Tình duyên của bản mệnh cũng kém may mắn, có nhiều dấu hiệu ám ảnh cục diện tương hại, khiến vợ chồng sẽ rơi vào cảnh xa cách, đồng sàng dị mộng. Hai bạn cần trò chuyện, tâm sự thật lòng. Những mệnh chủ còn độc thân cũng khó tìm được đối tượng triển vọng. Bản mệnh cần phải kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi trong thời gian tới. Tử vi còn cho thấy sức khỏe là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất đối với mệnh chủ tuổi Tý trong 15 ngày này. Dưới tác động của sao bệnh, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có tinh thần làm việc. Một số mệnh chủ rơi vào tình trạng kém ăn, ngủ, lại thêm công việc vất vả, bệ bộn khiến bản mệnh sẽ mắc các bệnh do thay đổi thời tiết, nhức đầu, đau dạ dày. Thời gian này, thay bằng việc bi quan, tiêu cực, bản mệnh nên sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ, sinh hoạt có giờ giấc khoa học, không nên làm việc quá sức của mình, đồng thời chú ý dành thời gian để rèn luyện thể dục, thể thao. Làm được những việc ấy, chắc chắn bản mệnh sẽ cảm thấy sức khỏe của mình có dấu hiệu cải thiện. Bên cạnh đó, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Tý hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Tỵ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi của ba con giáp kém may mắn trong 15 ngày đầu tháng 6 âm lịch. Hy vọng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.